thấy các em lớp 6 lớp 7 nó hay hỏi bài thầy xong rồi thầy cũng chịu khó quay video cho các em ấy xem thế là một anh chị lớp 11 cũng hỏi thầy cái bài này thì biết một tí thì thầy cũng làm cho cũng được nhưng mà thầy hỏi ít bài cấp 3 thôi nhá vì thầy cũng lười lắm bây giờ sắp quá tải rồi ngày nào cũng có khoảng 15 20 câu hỏi thì trả lời không hết ở cái bài này ấy thì có liên quan tới dãy số. Đề bài là cho dãy số xác định bởi công thức truy hồi như thế này. Ở lớp 11 thì bọn con biết cái khái niệm về công thức truy hồi, tức là cho dãy số bằng cách truy hồi, tính số hạng sau thông qua số hạng trước. Nó có mối liên hệ đây này, số hạng sau với số hạng trước. U đầu tiên thì người ta cho sẵn rồi. Nhá. Người ta hỏi mệnh đề sau là đúng hay sai. À. Lên cấp 3 thì bọn con còn có một cái kiểu trắc nghiệm đó là trắc nghiệm đúng sai. Hồi xưa chúng ta đều làm trắc nghiệm là khoanh đáp án đúng không người ta cho một câu hỏi xong người ta cho bốn phương án abcd ở đây người ta bắt chúng ta chọn phương án đúng để làm cái đáp án thì chúng ta khoanh vào nhưng bây giờ nó có một kiểu trắc nghiệm là đúng sai người ta cho một câu hỏi đây cho một trong một cái đề bài xong nó có bốn cái kết luận abcd thế này và người ta bảo rằng a là đúng hay sai b là đúng hay sai c đúng hay sai d đúng hay sai nếu chúng ta làm đúng cả 4 trên 4 thì chúng ta được một điểm nếu chúng ta làm đúng 3 trên 4, chúng ta chỉ được 0,5 điểm. Nếu chúng ta làm đúng 2 trên 4, chúng ta được 0,25 điểm. Và nếu chúng ta làm đúng 1 trên 4, chúng ta được 0,1 điểm. Đây là cấu trúc đề thi mới của các anh chị cấp 3. Nhá, chia sẻ với bọn con như thế. Còn tất nhiên làm sai cả thì không được điểm nào rồi. Và cái phần này rất là cam go. Bởi vì sao? Bởi vì đúng hết thì mới được một điểm. Nó có bốn ý như thế này này. Nhưng mà chỉ cần sai một cái thôi là mất nửa điểm luôn rồi. Người ta trừ rất là nặng. Nên là điểm nó tụt xuống rất là nhanh nếu như mà chúng ta làm sai một câu thôi. Sai hai câu thì tụt xuống nhiều lắm. Sai ba câu thì gần như là hết. Mất 0,9 luôn, chỉ được có 0,1 điểm thôi. Nhá. Yeah. Rồi bây giờ vào cái bài này luôn đi. Thế thì nói về dãy số thì đây là một chủ đề rất là rộng và rất hay thi học sinh giỏi về cái dạng bài này và trong dãy số thì nó đã có nhiều dạng bài lắm nhưng đây là bài dễ thôi đấy thì nghĩ là bài này cũng chỉ nâng cao so sánh khoa một tẹo thôi thì bắt đầu luôn nhá không nói dài dòng nữa uhm, mình nháp với nhau một tí đi theo cái công thức là un cộng một trừ un thì bằng 2 n trừ một mà u 1 của mình thì cho trước rồi vậy bây giờ mình tính u 2 đi tức là thay n bằng một vào đây này thì U2 trừ U1 nó phải bằng 2 nhân 1 trừ 1 ở đây mình hiểu là N đang bằng 1 nhá N bằng 1 thay vào đây thì ra U2 N bằng 1 thay vào đây ra U1 N bằng 1 thay vào đây Vậy là U2 trừ U1 sẽ phải bằng 2 nhân 1 là 2 trừ 1 là 1 Tức là U2 thì bằng U1 cộng với 1 U1 thì người ta cho rồi đây Vậy là bằng 2 cộng 1 là bằng 3 À như vậy là cái câu này là đúng này Được một ý rồi đấy Tuy là nháp nhưng mà lại được luôn một ý Rồi chúng ta tính U3 xem nào U3 tức là chúng ta đang hiểu là N bằng mấy N bằng 2 N bằng 2 N bằng 2 mà thay vào đây này Thay vào cái chỗ này này 2 thay vào đây này Thì là U3 U3 trừ đi U2 2 thay vào đây này Thì bằng 2 thay vào đây này 2 x 2 trừ 1 như vậy là U3 U2 thì bằng 4 1 là còn 3 Như vậy là U3 sẽ bằng U2 cộng 3 Và U2 bằng bao nhiêu? U2 bằng 3 Vậy là 3 cộng 3 bằng 6 Mà người ta lại bảo tính U4 cơ à? Ai chả chà Thế thì lại là U4 đi U4 U3 thì bằng 2 x 3 1 U4 tức là N bằng 3 đấy 3 thay vào đây nó mới ra 4 mà 3 thay vào đây là ra U3 và 3 thay vào đây là 2 x 3 trừ 1 vậy là U4 trừ U3 thì bằng 5 vậy suy ra U4 sẽ phải bằng U3 cộng với 5 U3 cộng với 5 thế thì U3 là mấy U3 mình vừa làm đây rồi là 6 vậy là 6 cộng với 5 thì bằng 11 à cái này cũng đúng luôn này đấy mình làm như thế cho nó đơn giản nhưng mà chúng ta thấy ngay là cái cách làm vừa rồi ấy, nó sẽ không thể áp dụng để mà làm với U2024 được Mình làm thế thì đến bao giờ mới đến 2024 Đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này Thì chúng ta cứ theo dõi thì làm mẫu đi rồi lần sau chúng ta làm là được cái mà Các bài tương tự Tất nhiên là người ta đổi hệ số đi thôi là bài sẽ khó hơn rất nhiều nhá Mình làm bài nào mình cứ hiểu bài đó đi đã Còn câu chuyện tổng quát nó thì lại tính sau Rồi bắt đầu tiếp này ta có để đánh chép cái đề bài đấy UN cộng 1 trừ UN bằng 2N trừ 1 Thế thì thay đổi thành là UN cộng 1 bằng UN chuyển vế cộng 2N trừ 1 với mọi N thuộc vào N sao N sao là bắt đầu từ 1, 2, 3 vân vân Đúng không nào? Rồi bây giờ thầy mới thay N bằng 1 n bằng 2 n bằng 3 vân vân vào thì ta sẽ có thế nào u2 thì bằng u1 cộng với 2 nhân 1 trừ 1 u3 thì bằng thay 2 vào đây nhá thì bằng u2 ở đây nhá cộng 2 nhân 2 trừ 1 u4 thì bằng u3 cộng 2 nhân 3 trừ 1 U5 thì bằng U4 cộng 2 x 4 trừ 1 Thầy chịu khó viết dài dài một chút để cho bọn con thấy quy luật U6 thì bằng U5 cộng 2 x 5 trừ 1 Vân 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 U2024 thì bằng 23 trước đi nhá 23 thì bằng U2022 cộng 2 x 2022 trừ 1 và U2024 thì nó bằng U2023 cộng 2 nhân 2023 trừ 1 rồi thì viết thế để làm gì để khi mà chúng ta đem cộng theo vế thì sao nha cộng theo vế cộng theo vế tất cả các dòng trên tất cả các dòng trên thì cái bên này là gì đây? U2 cộng U3 cộng U4 cộng U5 cộng U6 cộng chấm chấm cộng U2023 cộng U2024 Nó sẽ bằng với bên kia là cái gì? Mình cộng hết cái vế này vào Thì nó lại chính là bằng U1 cộng U2 cộng U3 cộng U4 cộng U5 cộng chấm 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 Cộng đến phải viết xuống đầu dòng này chứ không nó thiếu mất Cộng với U2022 Cộng U2023 Sau đó lại cộng hết cái dãy này vào Cộng với 2 ra ngoài bên trong 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm Cộng 2023 Đóng hoặc trừ đi Trừ đi là từ U1 U2 U3 U4 Cho đến đây Tức là có bao nhiêu con số 1 Có 2023 con số 1 Thế thì Bây giờ chúng ta quan sát chúng ta thấy U2 với U2 nó triệt tiêu, U3 với U3 nó triệt tiêu, U4 với U4 thì hết, U5 với U5 thì hết, U6 thì nó sẽ hết. Và U2023 thì nó sẽ hết đến 2023. U2022 thì nó hết ở đằng trước. Vậy mình còn cái gì? Cả cái vế bên này nó chỉ còn là U2024 thôi. Thì lại bằng với gì? Bằng với cái ông U1 còn nguyên đây này, U1. Xong rồi cộng với 2 nhân với đây là tổng dãy số cách đều đúng không thì ta lấy số đầu cộng với số cuối nhân với số số hạng rồi chia 2 sau đó trừ đi 2023 rồi thầy viết lên trên này xem sao Thì sẽ nằm đến tận cuối cùng nhá nó hơi dài một chút ta chịu khó ta theo dõi muốn xem lại đoạn thầy đã xóa thì chúng ta tua lại rồi chúng ta tạm dừng cái màn hình lại thôi thì U2024 bây giờ sẽ bằng gì? U1 là mấy? U1 là con số 2. Cộng với cái kia thì cái hai này với hai này là rút gọn rồi đúng không? Thì còn cộng với 2024 nhân 2023 trừ đi 2023. Rồi, chỗ này là bằng 2 cộng với cái này ghép vào đi rồi trừ đi cái 1 thì 2023 bình phương thì bằng với các anh chị cấp 3 thì đến đây các anh chị toàn bấm máy tính thôi. Còn tất nhiên thầy đặt cột dọc thì nhân hai cái này cũng được nhưng mà thầy cũng thử bấm máy tính xem sao nhá. Thì sẽ bằng là tôi thầy bấm cả cái này luôn đi, bằng sang bên này cho tiết kiệm bảng. Được không nào? Đấy. Giờ đợi thầy một xíu. Đây rồi, cái máy tính của thầy đây rồi. 2023 bình phương rồi đem cộng với 2 thì bằng 409 2531 À nó lại bảo 2536 cơ. Vậy câu này là sai. Ok không? Nhá. Yeah. Rồi tương tự chúng ta xử lý câu D. U2023 Thế thì mình sẽ không cộng đến cái đoạn kia nữa, thì sẽ lại viết lại như thế này. Tương tự tương tự U2023 sẽ bằng U1 cộng với U1 cộng với 2 nhân với cái cái bên trong ấy là khi mình cộng là mình không đến 2023 đâu mà đến 2022 thôi mà con hiểu không nhá là 1 cộng 2 cộng 3 cộng đến 2022 đóng ngoặc trừ đi 2022 tức là câu 4 này làm tương tự câu 3 nhưng mà mình không cộng đến cái dòng cuối mình chỉ cộng cái dòng trên thôi thì kết quả chỗ này bằng 2 cộng với 2 nhân số đầu cộng số cuối nhân số số hạng chia 2 trừ 2022 Vậy chỗ này thực chất nó là 2 cộng 2022 bình phương Đấy. Thế rồi nếu mà Rồi tí nữa từ từ để thầy bấm lại nhé Thầy định nói cái công thức tổng quát 2022 bình phương cộng 2 bằng 4088486 486 4088 486 À nó cũng có khi nào thầy làm sai không ta Ok đi 4088 4, 8, 6 Vậy suy ra câu này cũng sai Vậy kết quả của mình ở bài này sẽ là gì? Đúng, đúng, sai, sai Bạn con có nhìn thấy cái ý ý ý ở đây không? Liệu là có thể chứng minh được một công thức là gì? Chứng minh rằng UN cộng 1 thì được tính là 2 cộng với U à, xin lỗi cộng với n bình phương hay không đây này 23 thì nó 22 bình phương còn 24 thì nó là 23 bình phương Đấy Thế thì có công thức này không Chúng ta thử đối chiếu vào cái này xem nào Chúng ta nháp cho thầy U2 vào đây xem nào U2 Thì có được tính là bằng 2 cộng với 1 bình phương không Nó ra 3 Đúng không Rồi U4 thì có được tính là bằng 2 cộng với 3 bình phương Nó ra 11 Hay không rồi thế thì liệu tính U10 nó có đơn giản không? Nó chính là cộng với 9 bình phương Vậy nó sẽ ra là 83. Ok không? Đúng không nhá? Chúng ta còn quan... quan tâm cái câu hỏi này xem sao.